Làm cái mạng chưa? Rồi. Rồi 4 gì đó làm nào hết làm. Vẫn là chơi nhủ ấy. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu bán kết thứ hai. Giải bóng đá tranh cúp vô địch Việt Anh Hùng. Và chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng FC Thái Phổ Dục Tú về tham dự trận bán kết hai giải bóng đá thiếu niên thuộc phong cách năm 2020. Ngày hôm nay nhìn thường lệ thì những khán giả lớn tuổi của Thái Phù vẫn xuất hiện trên sân. Các cụ năm nay đã 80 tuổi rồi nhưng vẫn không thể rời mắt được các cháu nội của mình, vẫn phải theo dõi, vẫn phải chăm sóc, vẫn phải đưa đi đón về và vẫn phải cổ vũ bên ngoài sân. Những nguồn động lực mà không gì có thể thay thế được. Cuộc chiến giữa bán kết 2 giữa Dục Tú và Thái Phù sẽ quyết định trận chung kết sẽ là 2-2. Trung tâm bóng đá Công Đông Đình đã có một trận đấu bán kết 1 nghẹt thở trước cao thủ Victory. Và như vậy là trận đấu bán kết 2 đã được bắt đầu. Vẫn là tổ trọng tài của huyện Yên Phong điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài chính là trọng tài Tuyển Co Quay. Hai trọng tài biên đó là trọng tài Khắc Hưng, Khắc Hải. Với cao thủ FC Thái Phù, họ vẫn mang trang phục truyền thống áo tím, sọc vàng, quần tím. Ngày hôm nay thì FC Thái Phù ra sân với Trọng Trịnh đeo áo số 6, Trọng Trình, Quý Việt đội trưởng số 9, Đức Thành số 10, rồi Quý Việt đeo số 9, đội trưởng Hữu Đức số 17, Trọng Đức đeo số 36, Trọng Đô số 39, Hữu Trịnh đeo số 19, Đức Hiếu đeo số 8 và Văn Quyết số 26. Vẫn là một bộ khung quen thuộc, những cái tên quen thuộc trong xuyên suốt giải đấu đã qua đến từ cao thủ Thái Phù. Đây là Tiến Dũng. Những cái tên đã xuyên suốt giải đấu năm nay đến từ cao thủ Thái Phù. Đối thủ ngày nay của họ sẽ là đội bóng đang đi tìm thất bại hoặc một trận hòa đầu tiên ở giải đấu này. Một và một thôi.
Xây Dục Tú đang có những chiến thắng gọi là trẻ tre. Thủ thành của ngày nay tiếp tục là Thế Quang đeo số 42, đội trưởng Tiến Dũng đeo số 10, Hữu Quang số 6, Danh Tú số 9, Thành Đạt đeo số 8, Thanh Tùng số 11, Nam Sơn đeo số 16, Tiến Đạt số 5 và Quang Tùng đeo số 17. Và xin mời các vị khán giả hãy lùi sâu vào trong lồng bít khoảng 1 mét đi ạ. Xin mời các vị khán giả và xin mời các bạn ngồi xuống ạ. Đinh Đức Anh vẫn sẽ là trung vệ của Thái Phù em này. Và bên ngoài sân thì ông nội của Đức Anh cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Năm nay ông đã 80 tuổi và những trận đấu đã qua của cháu mình thì ông vẫn đến sân để cổ vũ cho cháu. Trai ơi, vẫn sẽ là một sự thăm dò cho một sự chắc chắn. Một trận đấu đang đánh giá là chung kết sớm. Dục Tú đã có được những chiến thắng rất chất lượng. Họ có trận đấu mở màn ra quân và chiến thắng 13-0 trước thị trấn Chở. Trong đối thủ trực tiếp quyết định ngôi vị nhất bảng gặp Phú Yên Sơn La, họ cũng đã có một chiến thắng 4-1, một chiến thắng mà Phú Yên Sơn La đã tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó ở lòng vòng 1-16 rất nguy hiểm, tỷ số là 1-0 dành cho cao thủ Dục Tú. Pha ghi bàn đến từ Danh Tú, cầu thủ vừa cùng với Tiến Dũng giành chiếc cúp vô địch giải bóng đá U15 Hà Nội. Một pha đánh đầu rất đẳng cấp, 1-0. Lại là một sự khởi đầu và lại là một thứ bóng bổng cố định quen thuộc đến từ FC Dục Tú. 1-0. Chúng ta sẽ cùng được kiểm chứng những Quý Việt, những Đức Anh, những Hữu Đức, Trọng Đô sẽ làm gì ở phút tiếp theo. Một không rồi. Và rất hy vọng là quý vị khán giả theo trực tiếp live stream ngày nay sẽ cùng giúp chúng tôi chia sẻ những video clip live trang fanpage Bình Luận Viên Anh Hùng theo dõi để đón nhận những trận cầu giải đấu hấp dẫn. Và thường xuyên đưa tin những giải bóng đá không chuyên. Bàn thắng đến rất sớm với Danh Tú. Họ cũng đã có cơ hội. Cắt luôn. Tiến Dũng. Cắt. Trọng tài ơi, nhìn cái pha đá bóng đây. Đá bóng đây không sao gì. Một tình huống xử lý bóng và qua người rất hay đến từ Quý Việt. Ở trận đấu trước thì Quý Việt đã ghi một quả trích. Một bắt một, một bắt một. À, bắt xuống ơi. Trong chiến thắng 4-3 của Thái Phù trước Quý Soccer là trận tứ kết, Quý Việt chính là người hùng. Cho dù một thế trận mà Thái Phù bị dẫn trước 4-2, tuy nhiên thì bản lĩnh cộng thêm một chút may mắn đã giúp cho Thái Phù đi tiếp và có mặt là trận bán kết ngày hôm nay. Dục Tú thì có một chiến thắng 5-1 nhẹ nhàng trước FC Sạt trong một trận đấu mà họ không hay nhưng rất may. FC Sạt đã có một trận hiệp 1 trên cơ cầu thủ Tú
và đó vẫn chính là hiệp đấu mà từ đánh giá của chúng tôi. Một hiệp đấu mà FC Dục Tú thi đấu hoàn toàn dưới cờ. Đội bóng được đánh giá ứng cử viên cho chức vô địch FC Dục Tú đã gặp vô vàn khó khăn, và nếu như may mắn hơn, FC Sạt có được những bàn thắng để nhân đôi cách biệt. Như vậy tỷ số là 2-2. Tỷ số là 2-0 rồi. Rõ ràng là bóng đã vào trong khoảng 1 mét rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Không có gì phải bàn cãi pha dứt điểm vừa rồi. Những tình huống mà trọng tài cần thiết xem va, trọng tài sẽ chủ động. 2-0 cho Dục Tú. Lại là một tình huống dứt điểm từ xa. Tập trung vào mặt trời nhá. Tập trung vào. Vẫn là một thế trận tấn công quen thuộc đến từ Dục Tú. Họ chơi phủ đầu và áp sát nhanh ngay sau khi Quý Việt không thể dứt điểm để chiến thắng Thanh Tùng, chưa để chiến thắng Thế Quang, thì họ lại nhận thêm một bàn thua. Một bàn thua có phần hơi kém may mắn đến từ các thủ Thái Phủ. Những chiến thắng hủy diệt của Dục Tú mà họ gần như là Đông Phương bất bại ở giờ này. Trên sân hiện tại đang xuất hiện trưởng ban tổ chức của giải bóng đá Hội Đồng Hương Nghệ An tranh cúp vua hải sản, anh Nguyễn Văn Hùng. Không biết sức hút gì mà ngày nào anh cũng ra sân Hồ Cách để theo dõi những trận đấu. Ngày hôm nay thì anh bỏ làm. Tỷ số là 2-0. Xuyên suốt giải đấu đã qua thì thủ thành Thế Quang mới chỉ được lưới 2 lần mà thôi. Một hiệu suất rất khủng khiếp. Khả năng chọn điểm rơi, chọn vị trí tốt. Đá phạt dành cho Thái Phủ. Tình huống phạm lỗi đến từ Nam Sơn. Thời tiết rõ ràng đã mát dịu đi. Bàn đấm bóng tốt của Thế Quang. Danh Tú. Nữ Bà vừa gặp 1-2 rất tự tin. Cơ hội. Nữ Bà vừa gặp 1-2 rất tự tin của Dung Tú. Cho dù điều kiện mà sân Hồ Cách không dễ để phối hợp, nhưng họ vẫn rất tự tin ở những vòng đấu đã qua, những trận đấu đã qua. Thanh Tùng. Lại là một pha dứt điểm từ xa nữa đến từ Tiến Dũng, đội trưởng của FC Dục Tú. Dục Tú ở Đông Anh, còn Thái Phù ở Sóc Sơn. Chúng ta có thể coi đây là những hai người hàng xóm với nhau. Trong quá khứ thì chưa bao giờ Dục Tú đối đầu với Thái Phù cả. Chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu bàn tiếp một. Các thủ bên phía Thái Phù thay người.
Vũ Thanh Trương được tung vào sân. Và người rời sân là cầu thủ đáo số 26 Văn Quyết. Nhanh lên con, nhanh nhanh lên. Cho dù dẫn trước 2 bàn nhưng Dục Tú vẫn sẽ không muốn dừng lại. Và trả bóng đến từ Thanh Trường, cầu thủ vừa ra Thanh Huệ. Vẫn chưa thể tìm ra được đội bóng nào tạo ra được sự khó khăn thật sự với các cầu thủ Dục Tú. Có lẽ chỉ có duy nhất em Trần Sặc là bóng đã có một hiệp 1 trên chân ở lượt trận đấu tứ kết vào chiều ngày hôm qua. Victory sẽ gặp đội thua ở trận đấu ngày nay để tranh 3-4. Còn các cầu thủ bên phía trung tâm câu lạc bộ Bắc Ninh sẽ gặp đội thắng trong trận đấu này. Những bàn thắng đến với Dục Tú ở giữa này được chia đều cho Danh Tú, cho Thanh Tùng, cho Tiến Dũng. Mười ba bàn thắng ở trận đấu đầu tiên, 4 bàn thắng ở trận đấu thứ hai, 6 bàn thắng ở trận đấu thứ ba, cho 10 bàn thắng ở trận đấu thứ ba và 5 bàn thắng ở trận đấu thứ tư ngày hôm qua. Ở trận vòng 1/16 thì các thủ Dục Tú đã chiến thắng 10-0 trước các thủ Đồng Kỵ 1. Một pha chuyền bóng không tốt và rõ ràng là Trọng Đô đã về đưa vào một thế bí. Ba mươi hai bàn thắng trong vòng 4 trận đấu. Trung bình Dục Tú ghi 8 bàn trên một trận. Một hiệu suất ghi bàn quá khủng khiếp. Và ngôi vị danh hiệu vua phá lưới ở giờ này cũng sẽ không thể gọi tên ai khác ngoài các Dục Tú được. Làm bằng rào luôn, hai là chưa bị chim vào. Ba đằng lưới làm bằng rào luôn nào. Một tình huống mà Hữu Đức đã bị trọng tài thổi phạt. Hữu Đức bên phía Thái Phù lại là một tình huống cố định. Bóng không qua hàng rào. Và bấm bóng của Thành Đạt rất nguy hiểm. Như vậy là có tiếng còi của trọng tài tiền cò quay. Một tình huống bắt bóng không gọn đến từ thủ môn. Trọng Đô, Tiến Dũng phản công. Cầu thủ Thái Phù vẫn đang thi đấu rất quyết tâm. Luôn. Trương Đức Hiếu và Nguyễn Tiến Dũng có lẽ không phải bất kỳ đâu. Một pha dứt điểm rất bất ngờ đến từ các thủ Thái Phù. Rất đáng tiếc dành cho Thái Phù và dứt điểm quyết đoán. Nhưng Trọng Đức đã không thể chiến thắng được thủ thành Thế Quang và đưa ra một tiểu dứt điểm trượt. Trương Đức Hiếu và Tiến Dũng có lẽ đã từng thi đấu với nhau trong màu áo của Lý Vua Đồng Anh. Rất nguy hiểm. Lại là một cái tên quen thuộc. Danh Tú. Những pha chéo bóng rất chuẩn xác của Danh Tú.
cho nó đến với vị trí của thành thủ. Quý vị đã mất đi sự đổi biến ở trận đấu tứ kết. Quý Việt đã có một cú hat-trick. Danh Tú, Quý Việt rất dẻo. Một đường chuyền hơi khó, một tình huống cài sau và phạm lỗi đến từ cầu thủ đéo số 17 Thanh Tùng, hay còn gọi là Quang Tùng. Lùi sâu vào tuyến đạo, chạy nháo nhác lên. Trận đấu sẽ hay hơn nếu như Thái Phụ có được bàn rung cái biệt ở trong hiệp một này. Trọng tài đã phải nhắc nhở cầu thủ đéo số 16 Nam Sơn bên phía ca thủ của Dũng Tú. Lại cao chân rồi. Chuyên gia đá phạt Hữu Đức, bên cạnh đó là Đức Anh. Cả Quý Việt cũng đang đứng trước quả đá phạt này. Chuyền bóng còn lại. Đứng vào kia. Tập trung vào. Bốn đứa đứng vào thế. Dùng dính ra giữa ba ra, bí ra cánh này. 1-2 dành cho Thái Phụ và trận đấu sẽ còn hay hơn nữa. Và như vậy là bàn thắng đến ngay. Niềm vui của Thái Phụ ngắn không tay găng. Tiến Dung đã lên tiếng ở thời điểm Dục Tú rất cần anh. 3-1. Đó là sự thiếu cho các cầu thủ trẻ, thiếu đi sự ổn định và thiếu đi một tâm lý vững vàng. Chúng ta không nên trách các cầu thủ trẻ, bởi chúng ta càng trách họ thì áp lực tâm lý với cầu thủ càng nhiều hơn. Lợi thế dành cho Dục Tú. Tình huống mà Tiến Dung đã phạm lỗi. Bây giờ là chuyên gia đá phạt Hữu Đức. Quý Việt thì vẫn đang cho thấy cái duyên kỳ vọng của mình sau khi trở lại án phạt. 4-3-8-2 trận đấu gần nhất. Trương Đức và chuyền bóng của Trương Đức Hiếu. Một tình huống ngã rất chuyên nghiệp. Một cái bẫy mà cầu thủ Thái Phù đã răng ra cho hậu vệ của Dục Tú. Thái Phụ
Nam Thiệu. Đó không phải là một pha phối hợp với Quý Việt. Suýt chút nữa thì cả Tiến Dũng và cả Hữu Quang đã lên đấy nhà. Một tình huống cắt bóng rất nhanh đến từ Quang Tùng. Một kèm một cao. Hiếu ơi, một kèm một cao. Hô bạn một kèm một cao sát người luôn. Dẫu biết Dục Tú là một bóng rất mạnh, nhưng không phải là không hề bị đánh bại. Những pha bóng cố định thường ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm mỗi khi Dục Tú phối hợp. Dục Tú không cần ngại áp sát ngay vào sân đối phương. Huấn luyện viên trưởng của FC Dục Tú đó là Đình Minh. Tiếp tục đá phạt. Dục Tú đang phạm lỗi rất nhiều. Có lẽ là trọng tài cần phải có những chiếc thẻ để hạn chế thứ phạm lỗi của Dục Tú. Một pha treo bóng rất nguy hiểm đến từ Quý Việt. Một đồ cuộn vừa đủ, nhưng đáng tiếc là bóng đã đi hơi cao. Nhưng cho dù bóng đi vòng lưới thì thủ thành bên phía cầu thủ Dục Tú là Thế Quang cũng có thể đẩy bóng được. Đá phạt cho thủ thái cổ. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là không còn nhiều. Đây là Đinh Đức Anh. Không thành công. Và phối hợp của hai em sinh đôi Trọng Đức và Trọng Đô. Trận đấu bán kết 2 vẫn đang có tỷ số 3-1 nghiêng về phía Dục Tú. Và như vậy hiệp 1 cuộc đối đầu giữa cao thủ Dục Tú Thái Phù đàm thời kết thúc với số 3-1. Thank you.
Vâng, rất xin lỗi các quý vị khán giả là chúng tôi đã quên vấn đề những cái nhạc giữa sân từ lúc hết hiệp 1 đến giờ. Và các khán giả sân cũng hoài nhắc cả. Rất may là các quý vị khán giả đang rất quan tâm với cái giải đấu như thế này và cũng đã gọi điện trực tiếp để báo cáo. Nên các quý vị khán giả ở sân may mắn vẫn còn khoảng 10 phút của trận đấu bán kết 2. Ông Đinh Văn Năng vẫn không tin có một trận động đất của Thái Phù trước Dục Thú. Rồi. Tuy nhiên thì bóng đá là như vậy. Còn thời gian là còn cơ hội. Còn thời gian là còn hy vọng. Điều quan trọng là chúng ta sẽ đấu như thế nào mà thôi. Với Bình Minh Anh Hùng, những người và ban tổ chức của giải đấu cách tổ chức ra giải đấu như thế này thì vấn đề thắng thua không đặt nặng vấn đề, mà quan trọng là sân chơi chung và các đội bóng, các cầu thủ, các vùng miền biết bóng đá mình đang ở đâu, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Quý Việt vẫn là Quý Việt, rất hay. Quả đáng thuốc dành cho Thái Phủ, bóng đã nằm gọn trong tay của Thế Quang. Một tình huống động tác giả qua người rất cơ bản. Thời tiết đã trở nên mát dịu hơn. Vẫn là anh sẽ dùng thú. Tăng cường hậu vệ này. Đó này, vào thay Sơn. Vào cả anh bình luận viên trọng tài là thay Sơn. Tăng cường hậu vệ này. À, chú ý này. Các thủ Dục Thú thay người. Nam Sơn được cho ra nghỉ và Văn Huy được tung vào sân. Đinh Đức Anh. Ngày hôm nay thì Đức Anh không thể hiện được quá nhiều những tình huống tấn công của mình. Một trong những trung vệ thường xuyên dâng cao và phá bóng dứt khoát. Minh Thành là người đang bị đau. Cách tốt nhất để lừa trọng tài chuyển cò quay ở mỗi tình huống bị đau ở trên sân đó là ngã xuống sân, không kêu và không lăn. Những học trò của huấn luyện viên trưởng Đình Minh của Dục Tú đang thật sự là rất ma giáo, đặc biệt là những tình huống ngã xuống sân. Một chiếc thẻ vàng bờ lối phản ứng dành cho Minh Thành. Số 44. Ba bên kia. Chú Béo ơi, kia kìa. Cái bụi đấy, đây trước mặt chú luôn này. Nhìn chú Béo ơi. Chú Béo, nhìn chéo cháu này. Tiến Dung, phản công cho Dục Tú. Rất hay. Sự xuất hiện kịp thời đến từ Đinh Đức Hành. Chú đi sang bờ bên kia đi. Đây là đội trưởng Hữu Đức. Thành Trường. Rất tốt, chân trái. Một pha đảo chân và dứt điểm rất nhanh. Bên trái. Rất xin lỗi các vị khán giả, chúng tôi đã để kinh nhạc chờ từ đầu hiệp 2 đến giờ.
nhiên thì nghe nhạc mà xem bóng đá thì cũng là một cái niềm vui. Vừa nghe nhạc, vừa xem bóng đá, đỡ phải nghe bình luận viên nhức cái đầu. Bó vào trong cái cây này, cây này. Cây này này. Trên. À chỗ đấy nhưng mà ở lúc đấy sau rồi à. Đấy chỗ đấy. Ôi trời, bóng vào mái trên đâu có chê. Tao nhìn thấy rồi. Đấy chỗ đấy. Đi vào chỗ đấy đi. Rất nóng. Một hành động không đẹp. Một hành động không đẹp với Từ Hữu Đức. Thái Phù nên tập trung thi đấu luôn là những tình huống va chạm và phối hợp và phạm lỗi như thế này. Tiến Dũng đang đứng trước quả phạt này. Cơ hội Danh Tú vẫn không có bàn thắng. Vẫn không có bàn thắng dành cho cao thủ Dũng Tú. Và phạt bóng rất mạnh. Tình huống đẩy sau. Tử Thái Phù đang rơi vào một cái bẫy mà Dục Tú đang giằng ra. Họ đang có những tình huống phạm lỗi để làm vỡ cuộc trận đấu. Và thậm chí thì Thái Phù còn đang lao vào phạm lỗi nhiều hơn là đá bóng. Danh Tú. Danh Tú rất khỏe. Khi mà các cầu thủ trên sân không tập trung thi đấu bóng đá thì họ sẽ rất khó ghi bàn. Đánh đâu! Vẫn là cái chân rất lòng ngoằng đến từ Minh Thành. Danh Tú. Và phá bóng đến từ Danh Tú. Bốn phút bù giờ cho trận đấu này. Quý Việt.
Đinh Đức Anh, Thanh Trương, hàng phòng ngự của Dục Tú vẫn đang được bố trí dày đặc. Rất khỏe. Cơ hội dành cho các cầu thủ cũ. Và dứt điểm không thành công của Thanh Tùng. Một tình huống bóng chạm tay Hữu Quang. Chia thẻ vàng dành cho Hữu Quang. Một tình huống cố định. Quý Việt. Đừng để chút. Vẫn là Quý Việt dứt điểm hay. Quá nguy hiểm. Các thủ bên phía Dục Tú thay người. Huy Nam được tung vào sân. Và Thanh Tùng được cho ra nghỉ. Phản công. Rất tốt, Quý Việt. Và sọc khe không thành công. Đạt này, đạt bên biên này. Phạt bóng rất mạnh của Thế Quang. Suýt chút nữa thì bàn thắng thứ tư đã đến với Dục Tú. Một pha phạt bóng rất mạnh. Và như vậy là penalty dành cho các cầu thủ Thái Phổ. Vâng, mẹ có để Đức Anh. Vâng, như vậy là tỷ số chúng ta chỉ còn 2-3. Tỷ số là 2-3. Mẹ của Lý Đức Anh cũng rất nhiệt. Và như vậy là trận chung kết sẽ gọi thêm FC Dục Tú và cao thủ trung tâm của đội Bắc Ninh. Thái Phổ cùng với Dục Tú cũng đã tạo ra một trận đấu bán kết hài hấp dẫn. Quý vị cùng xin được kính chào các vị khán giả đã được trực tiếp live stream ngày hôm nay và hẹn gặp lại vào buổi chiều ngày mai với trận đấu tranh 3-4 và trận chung kết. Xin chào và hẹn gặp lại.